Thông tin ớt Trung Quốc được Việt Nam nhập khẩu chính ngạch bị phát hiện tồn dư hóa chất diệt côn trùng khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, trong chương trình giám sát an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 2022, Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát hiện lô hàng ớt tươi Trung Quốc không đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm của Việt Nam. Theo đó, mẫu ớt kiểm tra được lấy trong ngày 22 tháng 8 thuộc lô hàng có khối lượng 20 tấn. Nhà xuất khẩu là Công ty Phát triển Nông nghiệp Tần Giang Chiêu Thông, đường Phượng Hoàng, quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhà nhập khẩu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên kinh doanh xuất khẩu An Thịnh, số 173 Đăng Châu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Mẫu ớt bị phát hiện có tồn dư chất lambda sahalurin là hóa chất diệt côn trùng với hàm lượng 0,5mg trên 1kg, trong khi hàm lượng tối đa mà Việt Nam cho phép là 0,3mg trên 1kg. Cục Bảo vệ Thực vật đã có công văn gửi đến Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính đề nghị chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các chi cục bảo vệ thực vật để kiểm tra chặt các lô hàng ớt nhập khẩu của doanh nghiệp phía Trung Quốc. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì trước giờ ớt Việt Nam được trồng và xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều. Mỗi khi có trục trặc về giao thương thì ớt rớt giá thê thảm. Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Tomcare, nhãn hàng tương ớt lên men Chilica, ớt Việt Nam có quanh năm, nhưng mùa chính thức thường trước và sau Tết Nguyên đán 2 tháng và được trồng tập trung tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Gia Lai, Bình Định. Tuy nhiên, giá ớt Việt Nam không ổn định. Khi nông dân trồng ít thì giá rất cao. Thấy giá cao, năm sau nông dân trồng nhiều thì lại rớt giá thê thảm và vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Trao đổi với phóng viên ngày 5 tháng 10, đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức cho hay hiện tại ớt tươi Trung Quốc không còn nhập chợ. Tuy nhiên, ghi nhận trong tháng 6 có 70 tấn, tháng 7 có 159 tấn và tháng 8 vừa qua có 147 tấn ớt tươi Trung Quốc đã nhập chợ kinh doanh và đều là hàng nhập khẩu chính ngạch. Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức thông tin, ớt Trung Quốc là mặt hàng về chợ không thường xuyên. Khi giá ớt Việt Nam cao hơn Trung Quốc, thì thương nhân sẽ đánh hàng một vài container về chỉ mất khoảng 2 ngày là hàng từ biên giới về đến chợ. Ớt Trung Quốc nhập khẩu có loại ớt xanh, ớt đỏ cỡ lớn và ớt cỡ nhỏ như ớt chỉ thiên của Việt Nam.